nhận vài chục triệu đồng khi mua sắm vào dịp Black Friday. Bạn không nghe nhầm đâu. Cùng Hải Yến khám phá ngay các deal cực hời của đồng hồ Gale trong tháng 11 này nhé. Longines Spirit Zulu Time. Dành cho những người đam mê dịch chuyển, Spirit Zulu Time sở hữu chức năng Traveler GMT cực kỳ tiện lợi. Bên cạnh đó, cỗ máy đạt chuẩn Chronometer là một bảo chứng cho chất lượng và sự chính xác của mẫu đồng hồ này. Frederic Constant Manufacture Classic Quartimer. Với tên 24 thành phố tượng trưng cho 24 múi giờ, Quartimer là một trong những dòng sản phẩm ăn khách bậc nhất của Frederic Constant. Đây cũng là item mà bạn không thể bỏ lỡ trong dịp Black Friday năm nay. Sotina DS1. Những người đam mê phong cách vintage sẽ phải dừng lại để ngắm nhìn chiếc DS1 của Sotina. Cùng với ngoại hình cổ điển, mẫu đồng hồ này còn gây ấn tượng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ. Ernest Borel Huffle. Sang trọng và lịch lãm luôn là những DNA của Ernest Borel. Với chiếc Huffle mạ Demi đầy cuốn hút này, phái mạnh sẽ tìm thấy cho mình chiếc dress watch xuất sắc trong khoảng giá dưới 20 triệu đồng. Chronoswitch Sirius Chronograph Dated là một trong những cái tên giàu truyền thống nhất của ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Chronoswitch tạo ra những cỗ máy thời gian đậm chất cổ điển và được xem như chuẩn mực của chế tác. Sở hữu mẫu Sirius Chronograph của Chronoswitch dịp Black Friday này, bạn sẽ tiết kiệm cho mình gần 70 triệu đồng. Đó là những gợi ý về các mẫu đồng hồ xuất sắc đang được ưu đãi hấp dẫn tại đồng hồ Gale trong dịp Black Friday này. Bạn yêu thích model nào? Hãy ghé ngay các showroom của đồng hồ Gale gần nhất để sở hữu nhé!